Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định về dạy thêm, học thêm để xin ý kiến góp ý từ nay cho đến ngày 22 tháng 10. Dự thảo này khi ban hành sẽ thay thế thông tư số 17 năm 2012 ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự thảo đưa ra 5 nguyên tắc dạy thêm, học thêm. Trong đó, dạy thêm học thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Tổ chức cá nhân, tổ chức dạy thêm, học thêm không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Nội dung dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh, không trái với quy định của pháp luật Việt Nam, không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, địa vị xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống của Việt Nam. Thời lượng, thời gian và địa điểm dạy thêm học thêm phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, đảm bảo sức khỏe của học sinh, tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường tại khu vực có lớp dạy thêm học thêm. Không cắt giảm nội dung chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm học thêm. Không dạy thêm trước các nội dung so với phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Không sử dụng những ví dụ, câu hỏi, bài tập đã dạy thêm học thêm để kiểm tra đánh giá học sinh. Không tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường đối với các nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Hiện nay, quy định về dạy thêm học thêm được thực hiện theo thông tư số 17 năm 2012. Trong đó, quy định các trường hợp không được dạy thêm như không dạy thêm với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, không dạy thêm với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập thì không được tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, nhất là với học sinh đang dạy chính khóa. Thưa quý vị, tại huyện Phong Thổ đã diễn ra hội nghị gặp mặt trao đổi kinh nghiệm giữa phòng tư pháp các huyện thành phố năm 2024 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập ngành tư pháp 28 tháng 8 1945 28 tháng 8 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại giá trị truyền thống lịch sử ngành tư pháp trong 79 năm qua. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, ngành tư pháp tỉnh Lai Châu đã có nhiều đổi mới tích cực, không ngừng lớn mạnh về tổ chức bộ máy cán bộ, chất lượng hiệu quả hoạt động, công tác tư pháp ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành tư pháp Lai Châu đã thực hiện thẩm định 34 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tiếp, đã thu hút được hơn 5.000 lượt người tham dự. Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tiếp nhận, hòa giải thành 506 trên 577 vụ việc. Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu đề ra, ngành tư pháp Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, gắn kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu của công tác tư pháp trong tình hình mới. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện Sìn Hồ và Hội Nông dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Hội Nông dân huyện Sìn Hồ đã tổ chức hội nghị hợp tác vùng sản xuất rau an toàn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội, hỗ trợ liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã khái quát sơ qua địa lý, hành chính, tiềm năng khí hậu, những nét văn hóa nổi bật, tình hình kinh tế xã hội, kết quả công tác hội và phong trào nông dân của hai huyện. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Trọng tâm là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, kiểm tra, giám sát. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vấn đề sản xuất rau an toàn, hỗ trợ liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Thông qua hội nghị, góp phần trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội trong thời gian tới. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình phát triển vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị hàng hóa, những cách làm sáng tạo hiệu quả, từ đó tuyên truyền phổ biến đến cán bộ hội viên nông dân hướng tới phát triển các mô hình nông nghiệp an toàn trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, thời gian qua, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động triển khai các giải pháp, nỗ lực cấp điện cho khách hàng, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến cán bộ công nhân viên của công ty và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện. Với tinh thần gương mẫu thực hành tiết kiệm điện, các cán bộ công nhân viên tại trụ sở Công ty Điện lực Lai Châu và các điện lực huyện, thành phố đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tiêu thụ năng lượng như tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, mở cửa sổ, dùng quạt thay điều hòa, chỉ sử dụng điều hòa khi thật sự cần thiết, chỉ dùng điều hòa từ 9 giờ 30 đến 15 giờ 30 và cài đặt nhiệt độ sử dụng từ 26 độ C. Đồng thời, tắt các thiết bị chiếu sáng, máy móc, thiết bị văn phòng, phòng họp, thiết bị chiếu sáng khi không cần thiết. Hạn chế tối đa việc sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng khu vực xung quanh, hành lang, khu vực công cộng. Hạn chế tối đa sử dụng cầu thang máy. Giữa các tầng gần nhau, cán bộ công nhân viên sẽ di chuyển bằng cầu thang bộ. Tổ chức phát động phong trào gia đình tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề quốc sách phải thực hiện lâu dài trong suốt quá trình tiêu thụ điện, chứ không phải là thực hiện khi lúc thiếu điện. Để cho việc thực hiện tiết kiệm điện trong đơn vị có hiệu quả, lâu dài, ổn định, hiện nay các phòng ban, đơn vị, công ty đã thực hiện áp dụng các biện pháp sau: tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, mở cửa sổ, dùng quạt thay điều hòa, chỉ sử dụng điều hòa khi thật sự cần thiết, cài đặt nhiệt độ và sử dụng nhiệt độ ở 27 độ C. Thời gian bật điều hòa trong ngày khuyến khích từ lúc 9 giờ và tắt vào lúc 15 giờ 30. Đối với các khách hàng sử dụng điện, công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp và khách hàng tăng cường thực hành tiết kiệm điện thiết thực, hiệu quả, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Tuyên truyền đến các hộ dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như điều hòa, bếp điện, bình đun nước vào giờ cao điểm. Chỉ đạo các điện lực trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng, trực tiếp làm việc với các khách hàng sản xuất công nghiệp xây dựng trên địa bàn để lập lại kế hoạch dừng, giảm sản xuất cho phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của đơn vị về công tác tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, thì đối với như tôi là một cán bộ công nhân viên của Điện lực Tân Uyên, thì tôi thực hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, tôi đều thường xuyên kiểm tra. Thứ nhất là đối với khách hàng sinh hoạt là kiểm tra khách hàng và tuyên truyền cho khách hàng sử dụng đèn sợi đốt chuyển đổi thành bóng LED để giảm cái suất tiêu hao điện năng, và những cái thiết bị mà sử dụng lâu năm không đảm bảo thì sẽ thực hiện thay thế bằng các thiết bị mới mà đảm bảo trên thị trường. Còn đối với khách hàng chiếu sáng công cộng thì chúng tôi trực tiếp làm việc với phòng kinh tế hạ tầng của huyện Tân Uyên để thực hiện yêu cầu khách hàng chiết giảm 50% công suất sử dụng vào giờ cao điểm, để mục tiêu là giảm cái tiết kiệm điện của cái trong những mùa nắng nóng và cũng những tháng tiếp theo. Cảm ơn các anh chị bên Điện lực Tân Uyên đã đến tận nhà, đến tận nơi sử dụng điện, chỉ bảo cho chúng tôi những cách sử dụng như thế nào cho hợp lý. Ngoài ra, Công ty Điện lực Lai Châu cũng đề nghị và khuyến nghị các khách hàng sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn tiết kiệm năng lượng từ 4 sao trở lên, thường xuyên kiểm tra dây sau công tơ để kịp thời thay thế sửa chữa khi dây điện sau công tơ bị đứt, hỏng phần vỏ cách điện, gây chạm, chập, dễ dẫn tới mất an toàn và cũng làm hóa đơn tiền điện tăng cao. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện là giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia
bảo vệ môi trường và giảm khí thải nhà kính, đóng góp giảm thiểu các tác động về biến đổi khí hậu toàn cầu. Trước hết, trong bối cảnh cái tình hình cung ứng điện còn gặp nhiều khó khăn, trong những tháng cao điểm nắng nóng 2024, cùng các nỗ lực đảm bảo điện và điện đã và đang được triển khai, thì tiết kiệm điện vẫn được xem là giải pháp có hiệu quả cao, cần sự chung tay của toàn cộng đồng với mục tiêu tiết kiệm điện thành thói quen của mỗi doanh nghiệp, mỗi công sở, cá nhân và gia đình. Với tinh thần nỗ lực cao nhất đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong bối cảnh mùa nắng nóng hiện nay, Công ty Điện lực Lai Châu đã có nhiều thông điệp gửi đến các sở ngành và các khu dân cư thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, nhất là trong các khung giờ cao điểm về tiêu thụ điện trong ngày. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh hiện có khoảng 250 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại theo luật chăn nuôi. Trong đó có 4 trang trại chăn nuôi lợn đạt quy mô lớn, 41 trang trại đạt quy mô vừa, 205 trang trại đạt quy mô nhỏ. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, hỗ trợ người dân về vốn thông qua các chương trình dự án của nhà nước, ngân hàng. Tăng cường hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đàn gia súc gia cầm của người dân tăng cả về số lượng và chất lượng. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Uyên đã triển khai hỗ trợ cho 69 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền gần 5 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà rột nát. Hiện nay cơ bản các hộ gia đình đã và đang làm nhà, có nhiều hộ gia đình đã làm xong đưa vào sử dụng. Việc xóa nhà tạm, nhà rột nát là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của địa phương. Chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện an cư lạc nghiệp, đồng thời củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, Công an thành phố Lai Châu triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn thành phố. Với hàng nghìn hồ sơ, việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước kết hợp thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử lưu động tại 7 trên 7 xã phường. Công an thành phố Lai Châu phấn đấu về đích sớm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, đảm bảo 100% công dân từ 14 tuổi trở lên và dưới 14 tuổi được cấp căn cước theo quy định. Phóng sự sau đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những ngày cao điểm triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước lưu động, vào đầu giờ sáng tại trụ sở công an các xã phường trên địa bàn thành phố, người tới làm căn cước đại đa số là trẻ em dưới 14 tuổi. Các em đã hoàn thành tất cả quy trình cấp căn cước mà không gặp khó khăn gì. Hôm nay con đến phường công an để con làm căn cước. Các chú công an hướng dẫn con rất chi tiết. Con làm vân tay và chụp ảnh lấy máu mắt rất nhanh. Con rất vui khi đầu tiên con có thẻ căn cước. Sau 21 ngày ra quân cao điểm, Công an thành phố đã làm thủ tục cấp căn cước cho trên 5.800 công dân, trong đó có hơn 5.500 trường hợp thuộc nhóm đối tượng dưới 14 tuổi. Quy trình cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi không có gì khác biệt so với người từ đủ 14 tuổi trở lên. Phụ huynh chỉ cần cập nhật thông tin online trên VNEID, sau đó đưa trẻ tới thực hiện thu nhận vân tay, móng mắt và chụp ảnh gương mặt. Cả quá trình chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Tôi được trưởng bản trong bản thông báo là đưa hai con xuống xã để chụp ảnh căn cước công dân. Tôi có hai đứa con, một đứa 2012, một đứa 2014. Và xuống đây được các anh công an giúp để chụp ảnh để có căn cước để đi đâu, để đi vào viện hay đi làm gì thì nó đơn giản hơn. Mục tiêu đặt ra trong đợt cao điểm 90 ngày đêm là thu nhận cấp căn cước cho trên 13.000 người, trong đó có hơn 12.500 trẻ dưới 14 tuổi.
là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã Sùng Phài phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho gần 1.400 trẻ em dưới 14 tuổi với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Công an xã Sùng Phái đã bám sát kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu. Thì thứ nhất là đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã Sùng Phái là tăng cường công tác tuyên truyền tại các buổi họp bản cũng như phát trên loa phát thanh của xã về các luật căn cước, đã phối hợp với đội quản lý hành chính trực tiếp đến những cái bản xa trung tâm của xã Sùng Phài vì điều kiện khó khăn đi lại, thì đã trực tiếp là sử dụng các phương tiện đưa người dân xuống tại trụ sở để thực hiện làm căn cước. Để thực hiện đợt cao điểm, công an thành phố chủ động rà soát danh sách công dân đủ tuổi chưa được cấp căn cước, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu về đích trước tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Ngay khi triển khai cái luật căn cước cũng như là bắt đầu triển khai cao điểm thì cũng đã đội quản lý hành chính thì cũng đã tham mưu ban chỉ huy công an thành phố để tập trung lực lượng sẽ tiến hành cấp lưu động trên tất cả các địa bàn xã phường để thuận tiện nhất cho công dân. Khi có căn cước dưới 14 tuổi thì công dân cũng có rất nhiều những cái lợi ích nhận được từ cái việc có căn cước, và nó sẽ thay thế cho được những cái giấy khai sinh cũng như là các giấy tờ khác trong việc học tập, khám chữa bệnh cũng như là các cái giao dịch hàng ngày. Công an thành phố đang tiếp tục chuẩn bị điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống phần mềm, bảo đảm việc thu nhận cấp căn cước mới cho công dân. Việc cấp căn cước gắn chip tích hợp tài khoản định danh điện tử là mắt xích quan trọng trong việc hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ nhân dân trong thời đại số hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nậm Nhùn phối hợp cùng khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024. Ngày hội đã thu hút được nhiều tình nguyện viên đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tham gia hiến máu cứu người. Ghi nhanh của phóng viên Vũ Thành, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngay từ sáng sớm, hơn 300 tình nguyện hiến máu, bao gồm cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan trường học và nhân dân trên địa bàn huyện, đăng ký tham gia với mong muốn mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Ai cũng mong muốn những giọt máu hồng đủ điều kiện được hiến. Đây là lần hiến máu thứ 3 của mình. Và khi mình hiến được những cái giọt máu, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì là mình đem một chút cái công của mình đến với những người cần thiết ấy. Sau khi đi hiến máu đợt này về thì cũng mình cũng là công tác trong cơ quan đơn vị trường học, thì cũng sẽ tuyên truyền tới toàn thể anh em trong đơn vị nhà trường là sẽ cố gắng để đi hiến máu, thứ nhất là vì cộng đồng chung của xã hội, làm tốt cái công tác hiến máu nhân đạo. Thông qua buổi lễ phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Nậm Nhùn hiểu sâu sắc hơn nữa về giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện và hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, đặc biệt đề cao và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người tình nguyện hiến máu cứu người. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, lượng máu được tiếp nhận trong ngày hội hiến máu tình nguyện là sự sẻ chia đối với những bệnh nhân đang cần máu, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế. Kết thúc buổi lễ, 219 đơn vị máu đã được chuyển về khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Trong thời gian qua thì với sự tuyên truyền vận động của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện, thì đợt hiến máu đợt 2 có gần 300 tình nguyện viên tham gia. Với dự đoán chương trình thì đợt 2 này sẽ đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu của năm 2024. Trong thời gian tới thì Ban chỉ đạo cũng như các tình nguyện viên tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức và người dân trên địa bàn tiếp tục tham gia hiến máu cứu người, là một nghĩa cử cao đẹp.
Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Nậm Nhùn đã trở thành hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa hết sức cao đẹp, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, truyền thống tương thân tương ái và tinh thần vì cộng đồng. Phong trào là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm giữa người với người, góp phần đem đến niềm tin hy vọng cho những người kém may mắn. Bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới học tập, làm việc thật hiệu quả và cũng thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.